Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel Izumi Thanh Tuyền. Tiếp theo cái câu chuyện mà đi sinh một mình trong mùa dịch. Thì sau khi mà mình sinh con xong ấy, thì được đặt bé lên người để sưởi hơi ấm và nằm chờ khoảng 3-4 tiếng ấy, làm thủ tục rồi này kia mới được về phòng. Thì phòng mình cũng đã dặn trước là mình sẽ nằm phòng một người. Thì lúc đó ở bệnh viện Từ Dũ có cái phòng đó là phòng dịch vụ 3,5 triệu một ngày á, phòng to đẹp như khách sạn á, nhưng mà mình book không được. Lúc đó cũng full rồi, cái mình đành phải nằm cái phòng hai người thì mỗi người là 1 triệu. Khu M ấy cũng được lắm, sạch sẽ thoáng mát rộng rãi lắm, toilet rất là sạch và thơm luôn. Và khi mà mình chờ về phòng ấy, thì các y tá có hỏi mình là có làm sàng lọc cho bé hay không. Mình cũng làm và đóng tiền để làm sàng lọc cho bé, đâu sàng lọc được 50 mấy bệnh á đó. Rồi kiểm tra sức khỏe này kia cho bé. Và về phòng thì mình đã gặp cô điều dưỡng. Thì cô điều dưỡng này á, mình đã liên lạc cũng như là đã thuê với cô trước khi mà mình đi viện sinh. Và mình có dặn dò cô là khi mà mình đi sinh á, thì cô vào với mình và cô giúp mình. Tại vì mình đi sinh có một mình, không có mẹ bên cạnh, không có ai hết. Thế là cô đã hỗ trợ mình lấy phòng. Và cô cũng ngồi trong phòng chờ mình, giống như mẹ vậy á, chờ mình lên vậy đó. Và khi mà mình lên á, mình thấy cô mình an tâm lắm. Cô mới hỏi mình ăn gì, rồi cô đi mua, cô mua đồ cho mình, rồi cô mua cho mình một cái hộp sữa gọi là sữa nghệ, sữa sau sinh, vừa giúp vết thương mau lành mà vừa giúp cho sữa mẹ nó về này, và sữa mẹ vàng đặc hơn này. Mua ở gần bệnh viện Từ Dũ, nó khoảng tầm 500 mấy 600 ngàn thôi, mình nhớ vậy. Cái cô pha cho mình uống này, sau đó là cô đi mua thức ăn cho mình ăn này. Còn về cái vấn đề là cái vùng kín á, thì mình phải tự rửa, tại vì cô không phải là mẹ cho nên mình cũng ngại nhớ, mình phải tự đi rửa vết thương và lau vết thương cũng như là tự xử hết. Cô chỉ chăm bé cho mình thôi, và đi mua đồ ăn uống cũng như là đi lấy thuốc cho mình này, rồi làm các thủ tục ở bệnh viện nếu như mà bác sĩ yêu cầu và đưa bé đi chích. Nói chung là cô rất là chu đáo và nhiệt tình luôn á. Mình trả cho cô một ngày á là 700, và mình trả chẵn 3 ngày cho cô là 2,1 triệu. Cô nhiệt tình lắm, dễ thương, đưa tiền cho cô để cô đi mua đồ á. Tiền dư về thì cô sẽ đưa lại cho mình. Và nói chung là cô chăm bé dễ thương. Đêm á, bé có chích cho nên là nó bị sốt, nhưng mà cô chăm rồi cô bế để cho mình ngủ này. Cô rất là chu đáo và tận tình luôn. Cảm giác 3 ngày ở viện, thực ra chưa được 3 ngày đâu, sinh thường ở Từ Dũ thì nằm có 2 ngày rưỡi thôi. Cảm giác 2 ngày rưỡi ở viện á, cô như mẹ vậy đó. Và không có tủi thân. Lúc mà bé còn ở trong viện á, lâu lâu thì nó cũng quấy khóc ấy. Cô cứ bế, mình cứ nói cô là thôi cô đừng có bế, bởi vì về nhà có mình con với chồng con, là thêm hai đứa nhỏ nữa, thêm bé này nữa, con không có thời gian để mà bế con đâu, con còn phải làm rất là nhiều việc, cho nên cô đừng có bế, cô hãy để cho nó tự lập đi. Thế là khóc, cứ để cho khóc. Bú no là tự ngủ, rồi chỉ khi nào mà thay bỉm xong rồi cho bú no rồi mà cứ khóc là cứ để cho khóc. Rồi cái bé quen dần. Cái tới cái ngày mà xuất viện đó, thì cô giúp mình đi làm thủ tục. Mình có bảo hiểm cho nên là mình được trừ khoảng đâu 2 triệu ấy. Thì tổng viện phí của mình khi mà xuất viện đó là khoảng tầm hơn 8 triệu. Và tiền mình gửi cô, biếu cô nữa thì nó đâu vào khoảng tầm hơn 10 triệu một chút. Rồi tiền ăn uống này nọ nữa, nói chung vào khoảng tầm 12 triệu là thoải mái lắm luôn rồi, đủ thứ thủ tục luôn rồi. Đó, và mình về nhà. Trời ơi, mình có hẹn chồng là anh ơi hôm nay em về á, anh xuống đón em. Thì chồng mình có ok, nhưng mà tự nhiên có một cuộc họp gấp ở bên Nhật, thế là ông phải họp với đối tác. Lúc đó mình về là mình phải tự một tay bế con, một tay xách đồ. Cái bảo vệ ở dưới tòa nhà họ thấy tội nghiệp quá, họ mới xách đồ dùm cho. Cảm giác giống như là có chồng mà như là một bà mẹ đơn thân đi sinh con vậy á, cũng hơi tủi thân. Đi vào nhà cái chồng đang họp cho nên phải giữ yên lặng, đi vô phòng với con mà thui thủi với hai đứa lớn. Trời ơi, cảm giác rất là tủi thân luôn á. Vừa sinh con không được chồng chào đón, tại vì sinh hai đứa đầu á là khi mà đi sinh về á, chồng mình nó để một bó hoa to ở trên giường và có lời cảm ơn em đã sinh con cho anh. Trời ơi, tới sinh đứa này về chẳng có gì hết, thậm chí là không đi đón, không rước, không tiễn gì luôn, và không vô thăm được luôn. Thành ra là cảm thấy rất là tủi thân và rất là tủi và rất là cô độc. Ôi, nhưng mà nó chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua thôi. Chồng mình họp xong thì khoảng tầm 1 giờ, thế là mình lúc đó mình đặt luôn một cái mâm sushi và sashimi, và mình đã ăn mừng mình ra viện cũng như ăn mừng sinh con. Thường á, sinh xong chắc không có mẹ nào dám ăn sushi hay sashimi đúng không, không dám ăn đồ sống đâu, không dám ăn thịt cá đâu, mà mình ăn luôn, mình thèm quá trời ơi, bởi vì trong dịch nữa
và mình thèm quá, mình sinh con xong mình cảm thấy thoải mái quá, mình gọi một mâm luôn, thế là cả nhà mình ăn uống với nhau, trời ơi sướng gì đâu á. Và không hề ảnh hưởng gì nha, bé không hề tiêu chảy, không hề có vấn đề gì hết, bé vẫn khỏe mạnh và sữa của mình vẫn rất là tốt, vẫn rất là đều. Cho nên là không có lý do gì mà các mẹ sợ hãi là ăn cái này ăn cái kia ảnh hưởng tới sữa hết. Mình còn nhớ là bác sĩ của mình có dặn mình, bác Bình có dặn với mình là về là ăn tất tần tật, cái gì cũng ăn hết á, không được kiêng, bởi vì rất là tốt cho con, sau sinh nó là cần bổ sung rất là nhiều dưỡng chất, cho nên là cứ ăn đi, không được kiêng cái gì hết nghe chưa. Mình nghe bác sĩ nói vậy cái mình mừng quá, thế mình ăn quá trời, và nhờ mình ăn như vậy mà bây giờ mình khỏe nè, và nhờ mình nghe lời bác sĩ mình ăn như vậy cho nên mình nuôi con rất là khỏe mạnh và cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Cảm ơn các chị em đã theo dõi cái video này của mình nha, và mình đã tâm sự xong cái câu chuyện mà mình đi đẻ một mình rồi. Tiếp theo là những cái hành trình mình nuôi con tiếp theo, cũng như là không có mẹ ở bên cạnh, không có giúp việc, một mình làm thế nào để mình quán xuyến, cũng như là vừa chăm con, vừa làm việc và vừa nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, mình sẽ chia sẻ ở những câu chuyện tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.